Đấy, để mà mình bật cái đồng hồ Onitsuka của mình lên, rồi sau đó là lựa phím X với phím Z để mà lựa những con khác. Nhưng mà hiện tại giờ có một con à, làm quá gì có con nào đó đâu mà lựa. Ơi trời ơi, ngầu vãi chưa. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kian. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox Blockchain Insomnia. Tên khó đọc gớm. Đó, trong game này mình sẽ trở thành Ben 10, nhưng mà Ben 10 lúc này là chưa có cái đồng hồ nha, chưa có cái đồng hồ. À, thì bây giờ là mình sẽ đi tìm cái đồng hồ để coi cái đồng hồ có Ben 10 là đồng hồ gì coi. Có coi gì mà quên mất cái kênh này. À, Omnitrix. Ok, Omnitrix. Rồi, bây giờ là hiện tại giờ trên tay mình không có cái đồng hồ nào hết nha. Để mình đi trò chuyện với thằng này thử coi. Ui, level 9000, 9001 luôn. Ồ, kinh thật. Ok, nó kêu mình là đi tìm một vài cái miếng gỗ để về là để về làm cái lửa trại hay gì đó. Thì nó chỉ mình là đó, mình sẽ đi ra ngoài này để mình làm lửa trại thôi, để mình đi lấy gỗ thôi. Đấy, một buổi đêm đi cắm trại, mà rốt cuộc cắm trại có hai thằng làm gì trời, vô đây đấu kiếm hả? Trời đất ơi, ít ra cũng phải kiếm thêm ai nữa chứ, sao đông vui chứ, có đi có hai thằng cạn lời. Wow, bắt mình đi giữa đêm đi đi ngoài rừng nữa chứ, phải sợ vãi chưởng luôn. Rồi có kiến con cú hú hú nữa chứ. Ơi kỳ vậy. Wow, như trong phim hình luôn. Ok, mình sẽ đi lại coi có khi nào mình sẽ trở thành Ben 10. Quên. Đúng rồi. Khi nào mình sẽ trở thành Ben 10 hay không? Không biết cái gì nó phải nó đang rớt xuống như này nữa. Wow. Nhìn ghê vãi chưởng luôn, sợ vãi chưởng luôn. Có một cái gì nè? Cái quả cầu a phi thuyền hả? Đúng không? Wow. Mình đã có cái Omnitrix rồi. Yes. Nhìn ngầu vãi chữ luôn. Nó sẽ cho mình chọn có ba con à mọi người, chưa có trò chọn nhiều. Thanh niên bốn tay nè. Quỷ lửa nè. Và pha lê nè, quái vật pha lê nè. Thôi chắc là mình sẽ chọn thằng này thôi. Ok, nice, hay quá. Cuối cùng cũng trở thành được Ben 10 rồi, có được cái đồng hồ Omnitrix rồi. Ok, thì ở đây nó có nói là đây là cái menu game, bạn có thể bấm phím M để mở nó lên, tắt nó xuống gì đó. Wow, nói chung cũng khá là nhiều cái chứ chứ. Để sử dụng Unitrix hả? Omnitrix nè, thấy không? Nói chung là không biết từ nào đúng nữa. Thì cần nhớ từ này thôi chứ làm gì nhớ từ trên đâu. Ngộ rồi. Nè, nó nói là cái nhiệm vụ á, sẽ được tìm thấy ở trên có cả cái map Daily Quest nè. Nhiệm vụ một lần và nhiệm vụ event. Ok, nói chung là nó kêu mình hoàn thành hết cái đó luôn. DNA. À, mình có thể sưu tập những cái DNA để mà tạo ra những cái con quái vật khác. Ok. DNA là có thể lượm được những cái này ư? Ok, rồi nói chung là cho qua đi rồi từ từ chơi cái đầu mọt cái đó. Ok. Hiện tại giờ là mình bấm phím E đấy để mà mình bật cái đồng hồ Onitrix của mình lên, rồi sau đó là lựa phím X với phím Z để mà lựa những con khác. Nhưng mà hiện tại giờ có một con à, làm quá gì có con nào đó đâu mà lựa. Ơi trời ơi, ngầu vãi chưa. Một con quái vật pha lê. Ok, ở đây có nhiệm vụ nè mọi người, để mình coi thử coi. Khoan, để mình cắt đi, mình bấm phím F để mà mình cắt nó một cái. Ở đây có nhiệm vụ mà thằng này level 86 nữa chứ, thiệt tình. Test them now hả? Ok, nó nói là defeat hãy tiêu diệt cái Petrus Sampan. Ok, chắc mình sẽ biến thành thằng kia thôi.
Đấy, trời ơi, biến hình, nổi biến hình không cũng thấy ngầu nữa chứ. Game này đẹp thật chứ. Áo lên không được rồi. Duy nhất mình không biết là con lửa với con kia thì như thế nào nha, nhưng mà con này là nó nhảy cực kỳ cao luôn. Cao lắm luôn ấy. Đấy, không phải cao không? Ok, mình có thể đứng lên mấy cái này để mà mình nhảy qua. Yes, lên được rồi. Hả, còn nữa hả? Sao nhiều thế? Nhưng mà mình lên đây để làm gì? What? Thì cần luôn là có những cái mà nhiệm vụ á, mà thật sự ra là không biết nó phải làm cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ nhiệm vụ này nó kêu mình ra ngay chỗ này, mà bây giờ mình chả thấy cái con cái quái gì đó mà mình tiêu diệt cá. Ôi đất ơi, cái nhiệm vụ gì sai trái thế. Thôi chắc mình sẽ đi tìm cái nhiệm vụ khác thôi. Nhiệm vụ này không ổn lắm. Wow, cái gì vậy, ba thằng bốn tay luôn á. Đâu khiếp thế. Thôi đi tìm thằng khác thôi, không đi không chơi với thằng này nữa. Để mình đi xung quanh đây thôi. Ở bên kia có hai thằng, ở bên này cũng có một thằng. Sao cả, thôi để mình thử cái thằng bên này trước đi. Ấy trời, bên đây mà cô giết thành biến thành Ben 190 thiệt tình. Hay gì bên cây giờ biến thành Ben 190 vãi chưa. Đấy, có ở đây có một thằng có nhiệm vụ nè, để mình coi thử coi. Darwin. Ok, nó kêu mình đi tìm cái thằng Darwin. Thằng Darwin à, Darwin ngay chỗ này nè. Ồ, ở thằng trước kia cũng có một thằng luôn cơ. Rồi, hay quá, bây giờ mình sẽ đi tới đó thôi. Nhưng mà đi bộ nhanh hơn hay là biến hình nhanh hơn ta? Mình nghĩ cái con kia thì skill của nó thì level 1, level 10 nè. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì lâu lộn, để mình biến hình lại thử coi. Đấy, không, bấm phím E để chọn, bấm phím F là biến hình, bấm phím X và phím Z để chuyển đổi giữa những con nha. Đó, hiện tại giờ phím R của mình nè. Wow, phóng ra mấy cục pha lê luôn. Ok. Oh, lên level luôn nè. Yes. Hay quá, lên được level luôn rồi. Để coi lên level thì mình sẽ được cái gì đây. Bấm phím M, phong hồi nãy nó là bấm phím M để mở cái. Nó không cho bấm phím M luôn nè. Ok, bấm được rồi. Trời đất ơi, phải chuyển là con người nó mới cho bấm. Đùa. Strength nè, speed nè và defense nè, đó cho mọi thứ nâng một cái đi. Alan Scorret nè. Nói chung là mình mới có đúng một con này à, nên là mình chưa có gì nhiều. Mình không biết là game này nó có hoàn tất hay chưa, nhưng mà không hiểu sao mà có những cái nút mà không thể nào bấm được. Ví dụ như nó cho mình code đi, mình bấm cũng không được nữa. Quá đáng vậy đó. Ví dụ như ở bên này có code nè. Code đây. Release. Đấy, release nha mọi người. Code submit fast không biết cái gì. Không thông báo là nó cho mình tiền hay là nó cho mình cái quần gì đấy. À thì cần chứ. Thôi đi tiếp. À, để mình coi thử bây giờ mình phải chạy qua đâu để mà mình nhận nhiệm vụ tiếp được nha. Chắc mình sẽ đi qua cái thằng xa xa bên kia đi. Mình thằng này mình thấy nhiệm vụ nó cũng để cao quá, nên là mình không biết mình có xài, mình có làm được hay không nữa. Bây giờ mới có lên được level 2 à. Tiền mới có 500 à. Hơi bèo. Quá bèo. Ui. Ông có lính nè. Oh. Fireball hả? Fireball thôi, từ từ đi. Continue cái đi. Khoan 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 khoan. Ở đây có lính, ở đây có lính. Mình phải đi tìm cái nhiệm vụ nào mà có lính. Đây 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 đây. Không biết có phải thằng này hay không. Nhưng mà bây giờ mình phải đi tìm cái thằng nào để mà có cái nhiệm vụ quánh quánh cái con bốn tay đó. Mấy con đó là NPC đấy. Đậu phộng, đi tìm con mèo đó hả? Đùa. Mèo nó chỉ tốt ở đâu ta? À ở đây hả? Ok, ok đi thử đi. Chưa biết sao giờ. Khổ quá. Đang đang tính đi tìm cái kia mà rốt cuộc bây giờ phải đi quánh con mèo nữa chứ. Trời ơi, nó có thời gian đếm đếm ngược nữa nè, đúng không? Vãi vậy. Sao chơi khó nhau thế? Ê, ok, cứ đi thử tính cái. Mình thấy nó trên cao lần nên là chắc là mình sẽ biến hình để mình nhảy lên trên cao đi. Đấy, trời ơi, như thật luôn phải không? Như phim hoạt hình. Wow. Ok. Yes, lên được rồi, hay quá.
Có con mèo nè. Trời ơi. Easy. Bắt con mèo cái coi. Yeah, hay quá, lên được level 4 luôn rồi. Cũng được. Lên được level là mừng rồi. Hiện tại bây giờ level 15 nó mới mở cho mình một cái skill tiếp theo lần. Hồi lâu đây. Bây giờ mình cần phải đi tìm cái nhiệm vụ nào để mà đánh được cái con đó. Khoan, để mình biến lại, tại vì cái này giống như là Ben 10 đời đầu á, bạn nào có coi phim hình Ben 10 là bạn sẽ biết là giống như là mình thời gian đầu á, nó biến hình đâu được lâu đâu, nó biến con khoảng thời gian sau nó sẽ trở lại bình thường. Ok, nó kêu mình destroy 10 cái vi đâm nằm ở đâu nha? À ở đây hả? Ồ, thằng này nó có con quái vật mới luôn kìa, alien mới luôn kìa. Trời. Ghê thật. Ui, 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 mấy cái này là mấy cái DNA này đúng không? Chà, sao quay lụm không được? À mình phải biến hình lên cái từ từ. Rồi, ok. Cái này của người khác nên hình như có khả năng mình lụm. À cái này là tiền mà, DNA hình như nãy nó hiện ra màu xanh. Ok, được một con rồi, hai con luôn rồi. Ở à, sao đánh nó khó vậy? Ai da đậu phộng thanh niên xung quanh tao. Cái thứ gì á, ba con rồi, cái thứ gì á, thiệt tình. Ừ, nhưng khi không cái nhào vô, ôi, đó, bậy đi. Ô, quýnh cái mém chết luôn, nhỏ luôn, thiệt tình chứ. Ui, DNA nè. Ok, lấy được một cái DNA rồi, yes. Quay, sắp chết rồi nha gái, trời đất ơi, thiệt. Rồi, ông nội, ông quốc tôi chết luôn. Thiệt tình khổ. Strength à, mình phải nâng strength lên. Ý, nâng bậy rồi, lỡ nâng hết strength rồi thôi mà thôi kệ đi. Thời gian đầu strength thì nó cũng có lợi thế thôi mà. Ok, mấy con rồi, 6 con rồi. Vẫn 6 con, không khác gì. Ok, 7 con, hay quá. Đi lượm, bây giờ phải lượm thêm mấy tiền, mấy cái tiền của nó nữa. Ủa da, đau. Bùm 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 bùm. Vãi chứ, không chết. 9 con rồi. Ok. Khó quá mà. Rồi ok, thêm một con nữa thôi, mình chỉ cần đợi chút xíu thêm một con nữa là được. Bùm 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 bùm. Ôi giời đất ơi, hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ qua nói chuyện với thằng này thử coi. Phải đi tìm cái con nào mà. Ồ hồi nãy mình nói chuyện với thằng này rồi phải không ta? Ừ đúng rồi, hồi nãy mình nói chuyện với thằng này rồi, bây giờ con đi tìm thằng khác thử. Vậy duy nhất còn cái thằng ngay chỗ này là mình chưa nói chuyện thôi nè, đó. Không biết còn thằng nào nữa không, kệ đi, cứ đi nói chuyện đi rồi cười cười kính kiếp. Mới có level 4 mà. Nhưng mà hồi nãy mình mới lượm được một cái màu xanh nên là mình không biết là mình có cái DNA nào mới không ta? Không. Không thấy luôn á. Có, ồ. À phải lượm cho đủ rồi nó mới show ra cho mình đó hả? Nó nản ý. Trời đậu phộng. Ok, nói chung là đi tiêu diệt Wow Vai nè. Wow Vai là cái đứa nào nè? Đi tiêu diệt Wow Vai. Ủa đây lẫn hả? Đúng không? Ủa sao gần vậy? Ra đây mà không có đứa nào nữa, thôi nghỉ chơi chứ. Ôi, kêu tôi đi diệt Wow Vai mà có đứa nào ở đây đâu mà cái diệt. Đùa. Khoan, đợi xíu, mình không biết có phải tên 4 ngay trên này hay không, tại vì trên bên tay mình không có thuộc tên của mấy đứa này. Để đi tiêu diệt nó thử coi. 15 con Wow Wai.
Không phải rồi, không phải rồi, không phải rồi. Chắc mình sẽ nhận nhiệm vụ khác đi. Nhiệm vụ kia nó hơi sai trái quá, mình không thấy nó ở đâu hết. Robone hả? Đi tìm một cái Robone. Robone là nó ở khúc nào? Ồ, lại ngoài chợ, lại ngoài rừng nữa. Thiệt, mình ăn mà cứ đưa ra ngoài rừng hoài. Chưa, nãy giờ chưa được đánh nhau nữa chứ. Mà quánh được đâu. Mấy thanh niên kia lo làm nhiệm vụ, không có đứa nào chịu quánh đâu. Thôi kệ, đi lượm cái robot cho nó đi, mà không biết cái robot nó có không nữa nè. Nãy giờ ra ngoài cái forest này thì thấy chưa thấy con ma nào hết. Đó, tới rồi nè ha. Mà cái robot là cái nào nhỉ? Không có robot. Hay là ý có đứa nào trên lầu kìa, vãi. Ồ, ủa, thanh niên nào đấy? Ở robot là nó nè. Vãi, là được level 5 ơi. Ôi, phải nhìn lên trên trời mới thấy được á. Thiệt tên. Đau đầu quá. Ôi, phải ngó lên trước ở trên đầu mới thấy được. Thiệt tình. Ok, nó vẫn còn nhiệm vụ nè, để mình qua mình nhận tiếp cái nhiệm vụ. Ủa, có phải thằng này à? Không, 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 thằng này nó kêu mình đi ra ngoài kia rồi, không chơi. Có nhiệm vụ nào mà đánh mấy thằng này không nha? Đâu, để mình đánh thử nó có mạnh không. Trời ơi, con nó đắt kìa. Ui, level 30 lần hả? Thôi, 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 không, không đánh ra đâu. Level 30 lần, đánh kiểu này lâu chết được. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà vô cái đó cái đánh level 30 hoài. Quên, phải biến hình lại mới mới nhiều khi phải biến hình lại thì mới mới thấy được, mới nói chuyện được với thằng kia. Đó, Detroit nó kêu mình Detroit 50 cái thằng. Ủa, đâu đấy? Ủa? Ủa rồi, 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 cái quest đâu? Bây giờ không biết phải quánh đứa nào ở chỗ này nữa. Ra chỗ này rồi thì tình. Ừ, vậy đi, khi nào mà không thấy thì xem clip của anh đi sẽ biết. Khổ. Giờ chỉ mà nói qua bên này không bao giờ nói được luôn. Ở đây không có đường lên. Ủa, thiệt luôn á, chỗ này mình không biết mình phải đánh cái gì chỗ này luôn. Nên thôi chắc là mình duy nhất chỉ còn đúng một cái nhiệm vụ kia nữa thôi là xong rồi đó. Có hai cái nhiệm vụ là mình không biết làm, có hai cái nhiệm vụ làm không được chứ phải là không biết làm. Đi ra đúng chỗ của nó chả thấy ma nào ở đây hết. Khổ vậy đó. Nên thôi bây giờ là mình phải nhận nhiệm vụ thôi. Ví dụ như mà bây giờ mình đi ra đây, mình nhận nhiệm vụ của cái thằng level 9001 nè. Ở cái thằng hồi nãy nè. Quay, đậu phộng, quýnh bậy nó đi, thiệt tình. Ô, nhiệm vụ này ít tiền quá mọi người. Ôi, đúng bèo luôn á, nhiệm vụ này bèo quá luôn á. Thôi kệ đi, có cũng được. Đấy, trời. Mình thích nhất, mình kết nhất là cái biến hình của nó luôn. Quá đẹp. Đấy, cái chiêu cái chiêu chiêu trưởng của con này cũng mạnh lắm á, chứ không không giỡn đâu. Chiêu trưởng con này mạnh lắm. Tại vì nó trưởng ra ba đợt mà thử thử ngay, coi dính hết ba đợt là cỡ gì nó cũng chết thôi. Trưởng ra ba đợt cỡ gì cũng chết. Ví dụ như thanh niên này đang đứng đây, phong mình trưởng một phát một là mất hết, chết luôn ấy. Đó, chết luôn rồi, bãi đạn. Lại chém lộn chết thằng nhỏ luôn rồi. Mô Phật. Ôi giời đất ơi, một phát chết hai con luôn. Wow, thơm quá. Ok, coi quá, game 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 này chơi đúng sướng luôn mọi người. Ấy, lên được 9 con rồi, còn thiếu một con nữa. Bùm bùm bùm, ok, hoàn thành nhiệm vụ rồi, xong.
Thì nói chung thì mình game này cũng khá hay nhưng mà chắc là chưa hoàn thiện lắm. Thì mình sẽ dùng video này cả đây thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích video này á, đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.